cái mới thì bây giờ nó đang có ở Azerbaijan, ở Armenia, ở Georgia, đúng không ạ? Nhưng mà một thời gian nữa không có gì rồi nó cũng chìm xuống. Nhân tiện đây thì tôi cũng cập nhật với quý vị luôn thông tin liên quan tới cái khu vực này. Chúng ta quay lại cách đây khoảng độ nửa năm thì à, lúc bấy giờ các nước à, tổ chức hợp tác CSTO à, sẽ tiến hành cái cuộc tập quân sự ở trên nước Armenia, nhưng mà sau đó thì ông thủ tướng đã từ chối không tổ chức cái cuộc tập trận chung của các nước CSTO mà lại đi đồng ý để mà tổ chức cái cuộc tập trận với NATO quý vị ạ, ở trên lãnh thổ của Armenia. Vâng lại giống Ukraine đúng không ạ, cõng rắn cắn gà nhà. Đồng thời thì gần đây ông liên tục đưa ra những cái thông điệp và những cái hành động bài Nga, à, khuyến khích những hành động bài Nga rồi đưa ra những tuyên bố nói rằng quan hệ phụ thuộc vào an ninh với Nga là một cái sai lầm nghiêm trọng của đất nước. Đồng thời là lấy làm tỏ vẻ hối tiếc về những cái việc là đã thừa nhận cái hành lang Karabakh vào cái sự kiểm soát của Azerbaijan. Quý vị nhớ là trước đó thì chính Armenia đúng không ạ, đã thừa nhận cái việc đó sau khi có những cái sự tham gia của người Mỹ trong cái hoạt động gọi là hòa giải ở hai bên ở mỹ sau đó thì hai bên cũng gặp nhau hình như cũng ở moscow và đưa đến một cái kết luận như vậy à, quan điểm của phía nga thì họ cũng rất rõ ràng họ nói rằng đây chính là những việc mà ukraine đã chính thừa nhận đồng thời họ cũng nói rằng là về mặt lịch sử đúng không ạ thì cái việc đấy nó cũng chính thức là như vậy cho nên nó cũng rất khó để mà có thể đi tới một cái quyết định cuối cùng là giải quyết được trọn vẹn cái sự tranh chấp liên quan lãnh thổ của hai bên nhưng mà cuối cùng thì ông Pashian, tức là thủ tướng của Armenia, những ngày gần đây sau khi không biết được Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ hay là Israel, có lẽ là Israel trong thời gian gần đây họ cho ăn cái gì mà cuối cùng thì là lại đi ra quay nói về việc là phê phán Nga trong cái việc là để các hành lang Karabakh đấy rơi vào tay Armenia, uh, Azerbaijan. Vâng, chúng tôi xin lỗi, không phải là Israel. Israel là ở bên Azerbaijan, chúng tôi quên câu chuyện thì nó leo thang tới cái việc là hai nước đem uh, quân ra sát biên giới. À, sau đó thì uh, Iran cũng nói rằng nếu Azerbaijan mà có những hoạt động tấn công Armenia thì họ sẽ có những hoạt động để chống lại những cái việc như vậy ở khu vực biên giới. Sau đó thì Iran cử phái đoàn quân sự sang Azerbaijan để làm việc. Đấy. Còn uh, 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 Iran cũng nói rằng họ sẽ không bao giờ cho phép Armenia rơi vào tay người Mỹ và họ nói những cái cảnh báo như thế đối với chính phủ của Armenia mặc dù về cơ bản thì Armenia đang ở trong một cái liên minh đúng không ạ liên minh hờ đối với Iran có nghĩa rằng nếu trong trường hợp mà có chiến tranh xảy ra thì Armenia, Nga và Iran sẽ về một phía, Azerbaijan, thổ Nhĩ Kỳ và Israel sẽ về một phía và Mỹ nữa còn thổ Nhĩ Kỳ thì cũng đưa ra một vài những tuyên bố có thể nói cũng năn gân Iran là nếu trong trường hợp Iran làm gì đấy Azerbaijan thì thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ làm gì đấy Tuy nhiên các cái phát ngôn của các bên nó đều không mang tính chất chính thức, nó đều là các quan chức nói ra để bóng gió để các bên biết với nhau thôi. Chứ về mặt chính phủ thì họ cũng không có những cái lời nói nó mang tính chất nó quá căng thẳng như vậy. Hai ngày gần đây thì chúng ta không thấy một cái sự leo thang đáng kể nào, có nghĩa rằng hai quân mang ra sát biên giới nhưng vì những sự leo thang về những cái ngoại giao mõm như thế cho nên là họ cũng đã kiềm chế phần nào. À, và hình như cuộc tập trận thì của azerbaijan ở armenia nó đã diễn ra cho nên là không có cái gì để hai bên uh, leo thang uh, trong thời gian hai ngày vừa qua nhưng nếu là để điểm lại cái vấn đề uh, địa chính trị đúng không ạ thì chúng ta thấy rõ ràng là uh, bây giờ armenia nói là uh, cộng đồng thế giới đâu đức đâu anh đâu pháp đâu mỹ đâu tất cả các nước thì người ta đều tiếp cận uh, để mà bảo là các ông cứu chúng tôi nhưng mà mỗi một cái nước mà cần cứu nhất là nga thì armenia lại không nói gì cả thì những tín hiệu vừa rồi nó có thể cho một cái tín hiệu giống như là ukraine ngày xưa với nga là họ dỗi đúng không ạ họ dỗi họ yêu cầu quyền lợi hoặc là thực sự họ cũng đã trở mặt đấy là cái hành động mà chúng ta có thể thấy hai hướng như vậy à, tất nhiên là ở armenia như tôi nói, chúng tôi nói quý vị là bản thân người dân thì người ta thân nga đấy, cho nên về mặt cơ bản cái dân tộc là hướng về nga nhưng mà chính phủ thì là họ lại hướng về phía Mỹ và trong chính phủ này thì từ thời điểm đó đến giờ nó có những cái chiến dịch để nó bài nga nó cũng giống như ở Ukraine ở đây thì nó có thêm một cái tình huống mà chúng tôi cũng nói với quý vị là nó có Azerbaijan đúng không ạ Azerbaijan thì giáp với Iran và bây giờ họ đã có những quan hệ khá mật thiết với lại Israel À, thực ra thì à, nếu không vì iran thì israel cũng chẳng à, quan tâm gì tới azerbaijan họ cũng không có thù ghét gì với armenia nhưng mà bây giờ à, à, cũng không còn cái gì để israel có thể tìm cách để chơi iran được nữa cho nên là họ đã à, hướng tới cái việc là kích động những cái xung đột nào đó có thể xảy ra để thông qua azerbaijan làm suy yếu hoặc tấn công như nào đó với lại tehran Đến thời điểm này thì phía Nga cũng chưa có một cái ý định cụ thể nào liên quan tới cái sự kiện này ở Armenia. Nhưng nếu mà Nga không nói thì tôi nghĩ rằng Nga cũng sẽ đang chuẩn bị những cái vấn đề cụ thể đúng không ạ? không biết chừng là có thể có cả quân Wagner ở đây theo như một số như thông tin như Tín sẽ Tấn xã Vỉa hè. Đã có nguồn tin từ chính bên phía Armenia, họ nói rằng là Wagner có khoảng độ mười mấy nghìn quân bí mật vào Armenia đấy và rất có khả năng là họ sẽ tiến hành đảo chính bằng cái lực lượng quân đó à, và thậm chí là còn có sự xuất hiện trở lại của Rigozin và tất nhiên cũng là tin đồn thôi. Thực tế thì chúng ta thấy một điều là người Mỹ muốn làm cái chuyện này thì nó quá đơn giản đúng không ạ? Không có gì để nói nữa. Cái điều Armenia thì nó không bao giờ nó mang lại cho người Mỹ bất kỳ một cái lợi ích nào. Như là ông Ravlov ông nói ấy, cái sự tham gia của người Mỹ ở Armenia nó thực sự nó chỉ làm cho tình hình nó thối nát ở đây lên thôi. Còn bản thân người Mỹ cũng không được cái lợi ích gì, đúng không ạ? Và họ cũng không thể làm được cái gì để mà suy yếu người Nga tới mức độ mà để mà nó thay đổi cái cục diện địa chính trị thế giới gọi là như như hiện nay. Các nước châu Âu thì cũng theo tư tưởng của Mỹ thôi, có nghĩa rằng cũng muốn lấy Armenia để làm quấy rối, để làm suy yếu, cắt bớt cái ảnh hưởng địa chính trị của người Nga. Đấy là một trong những cái lợi ích tự nhiên đúng không ạ? Nhưng mà họ cũng không có cái chiến lược gì cụ thể. Chúng ta chỉ biết một điều rằng Armenia đang bị phương Tây lợi dụng. Đấy là một cái điều chắc chắn. Họ rất bé, rất yếu nhưng bị phương Tây lợi dụng và họ lọt thỏm giữa tất cả những kẻ thù. Đúng không ạ? Thậm chí là cả giữa những cái đồng minh duy nhất của họ là Nga. Bây giờ thì họ lọt thỏm dưới thổ nhĩ kỳ một kẻ thù ngày xưa đã từng gây ra những vụ thảm sát ở Armenia, Azerbaijan, Iran, đúng không ạ? Iran thì tất nhiên là hành động theo lợi ích của Nga. Và tất nhiên là ảnh lợi ích của Nga ở đây liên quan tới Armenia thì cũng một ngày nào đó không biết chừng, đúng không ạ? Là Iran sẽ lại phải tham chiến nhất định ở Armenia nếu như trong trường hợp quân phương Tây hoặc là quân Israel có mặt ở khu vực này. Nhưng một trong những cái điểm đáng nói là gì là Iran đã đưa sứ đoàn đoàn phái đoàn của mình sang làm việc với Azerbaijan. Đấy và đồng thời tuyên bố là không cho phép Armenia rơi vào tay phương Tây, rơi vào tay Mỹ. Không đời nào. Thì như vậy rất có khả năng vì quan hệ của Iran với Azerbaijan chỉ là cái quan hệ địa chính trị thôi chứ không phải kẻ thù đúng không ạ? Thì có khả năng là không biết chừng là chính Iran và Azerbaijan sẽ bắt tay nhau ở cái khu vực Armenia cũng chưa biết chừng. Đồng thời ở Armenia với cái việc là có một cái sự tranh lệch rất lớn về cái tư tưởng của chính phủ lẫn tư tưởng của những người thân Nga như kiểu là khu vực miền đông của Ukraine ấy, thì có khả năng là khi có những cái chính biến diễn ra thì biết đâu đấy nó cũng sẽ chia làm sẽ bảy đất nước đúng không ạ? Và nó sẽ trở thành một cái chiến trường ủy nhiệm giống y hệt như Ukraine. Nhưng Ukraine thì còn cái giá trị, còn địa chính trị, còn uh, cái sức mạnh, đúng không ạ? Và tất nhiên là một cái canh cược, một cái canh bạc lớn đối với phương Tây. Chứ còn Armenia thì chỉ còn là một cái phần nhỏ trong đấy thôi. Và tất nhiên nếu có xung đột diễn ra thì chính lại là những cái người vùng Nam Cáp Cát này để giết nhau thôi. Cũng chẳng hy vọng nào là có ông Tây mũi xanh mũi lõ nào đến để cứu được cả. Đấy, chúng ta sẽ thấy là như quý vị nói là cây gậy của cà rốt đúng không ạ nó sẽ thích hợp với những cái kiểu chính phủ như này à, tôi phải nói thật là gì tôi không biết là họ có thông minh họ có trí tuệ hay họ có cái gì hay không nhưng mà tôi chỉ biết một điểm là họ là những người không có bản lĩnh về chính trị đúng không ạ là những người yếu đuối về chính trị cho nên là rất dễ để nghe theo những lời dụ dỗ những lời dọa nạt đúng không ạ và lung lay những cái ý chí chính trị của mình ở Armenia thì nó có một cái đặc điểm là người Nga không lo quá nhiều nhưng họ lo một vấn đề là ở Armenia không có một cái đối thủ chính trị nào xứng tầm đối với lại vị thủ tướng bây giờ mà thân Nga cả. Đấy. Cho nên là nếu khả năng mà có chính biến xảy ra thì cái việc mà với hình dáng của Armenia này không khéo cả cái khu vực phía Nam này đúng không ạ? Là nó lại chạy theo Iran hoặc là Azerbaijan hoặc là như nào đó chúng ta cũng thấy rất rõ ở đây thì người nga chỉ có một cái bất lợi là họ không có giáp biên giới với lại georgia thôi còn nếu mà họ giáp biên giới thì cũng không có cái gì để đáng nói nữa nhưng tôi nghĩ rằng nếu lần này mà có xung đột diễn ra thì nga cũng sẽ không tham gia trực tiếp mà họ sẽ ủy nhiệm cái việc đó cho phía iran đúng không ạ và họ sẽ hỗ trợ cho phía iran hoặc tham gia ở cái khu vực ở phía nam nơi mà tiếp xúc với lại cái đồng minh thân thiết của họ là iran